tôi mới thấy được rằng thực ra là họ yêu quý bà nhiều nên họ mới ngồi họ nghe được bà. chị, muốn trắng mà. chị, chị, chị tôi thấy Ủa nãy giờ tôi nói chỗ nào sai á? Sai tôi xin lỗi chứ. nói đúng mà. Thiệt mà, có nhiều người nói là yêu quý mình, muốn mình yêu bản thân nhiều hơn, nhưng mà cái cách họ đang làm là họ mình muốn mình sống theo cái cách họ muốn. Vậy là ích kỷ, chứ không phải là muốn tôi tốt lên. Còn khi nào muốn tôi tốt lên là phải tôn trọng cái quyết định của tôi. Xong rồi hỏi tôi là như vậy tôi có thấy ok happy hay không. Happy ok, còn không happy thì giúp như thế nào, cái đó mới thương tôi thật lòng. Còn kêu tôi phải làm như những gì mà ý họ muốn, vậy là sống cho họ chứ phải sống cho tôi, đúng không? Mà tôi đã sống trong cuộc đời này cũng quá lâu rồi, tới lúc tôi cũng cần phải sống cho bản thân mình chứ sao sống cho người khác lại được, đúng không? Đúng. Nhiều người cứ quan niệm là ở bên cạnh nam em, cho nam em tí vốn này kia thì nghĩ như vậy là sẽ giúp nam em, nhưng chưa chắc. Nếu mà thật sự giúp là người ta sẽ quan tâm coi lỗ hổng của nam em đang bị là gì. Chưa chắc là kinh tế, là gì là ekip, không có một cái người quản lý tốt, không có một người take care này kia. Trời, Thì cảm mình ơn nhìn anh vô trời. cái lỗ hổng đó, mình giúp người ta tìm kiếm những người mà thật sự Nghỉ giúp dưỡng, nghỉ dưỡng, tốt nghỉ lên. dưỡng, không nói công việc nữa em ơi, nghỉ dưỡng. Không, Nghỉ cho dưỡng. nên là nếu thật sự mà quan tâm mà yêu thương bạn đó, bạn nam em á, tôi chỉ là thiên ân nha, tôi là Ôi, ai thiên tắt ân, tính năng bình luận đấy? Nèo mày tôi là thiên ân nha, tôi phải nam em thì tôi là khía cạnh của tôi là thiên ân. Tôi nhìn là bạn nó đang cần một cái người bên cạnh để giúp cho bạn nó củng cố mọi thứ về về ekip công việc này kia, chỉ như vậy. Tại vì bạn đó đã đuối quá rồi, bao nhiêu năm á, tôi là người biết được bạn nó phải làm rất nhiều thứ, tất cả mọi thứ bạn nó đều phải tự làm hết, trong khi một cái chương trình này kia cần một cái đội ngũ công ty cũng phải mấy ai mà thật lòng mà yêu thương bạn đó, thì phải nhìn vô là bạn nó thiếu cái gì, bạn nó cần cái gì, chứ không phải là mình cứ áp đặt bạn đó là phải sống theo cách mình muốn thì mới được. Như vậy là làm cho bạn nó áp lực thêm. Đồng ý là ngày hôm đó bạn lên sân khấu bạn hát không có tốt, làm bạn thể hiện không tốt, thì mình có thể gửi một lời động viên an ủi. Chứ mình chê thì biết chắc là bạn đó sẽ rất buồn rồi. Tại vì cái người đầu tiên mà người ta làm không tốt thì người buồn đầu tiên là bạn đó chứ không phải là mình. Thì mình là cái ống vai trò, mình khán giả, còn người ta là cái người mà người ta làm việc. Đó là công việc, đóng vai trò một góc nhìn của người khán giả, người ta buồn một. Nhưng đóng cái vị trí của một cái người mà làm việc, người ta làm không được tròn trách nhiệm, người ta buồn tới 10 mà 100 lần. Nên là đôi khi mình đừng áp đặt, áp đặt quá thành ra người ta bị nản. Mà khi người con người ta bị nản thì người ta dễ sân hận vậy thôi. Thì tôi là thiên nhân, tôi thiên ân, tôi đóng góc nhìn của một người khán giả mà thật lòng muốn bạn nam em tốt lên, nên là tôi đưa cái góc nhìn như vậy cho mọi người thấy. Chứ tôi thật sự là tôi cũng muốn là bạn nam em quay lại lắm, nhưng mà tôi thấy là nếu như bạn nam em quay lại mà không có sự hỗ trợ của nhiều người thì chắc khó. Thì tôi nghĩ là vậy thôi, là bạn nó không quay lại. Còn 20% mà bạn nó có quay lại thì chắc là sẽ Tại tại sao phải quay lại mà không mở ra một cái chặng đường khác, một cái sân chơi của mình? thì đấy nè, tôi đang nói góc nhìn của tôi về bạn đó chứ tôi đâu có nói là tôi là bạn đó đâu, đúng không? Đúng không? Còn 20% còn lại tôi nghĩ là nó cần thời gian để hồi phục sức khỏe. Thì có sức khỏe là có tất cả. Mà tôi nghĩ là nếu mà bạn giờ bạn nó có quay lại thì chắc bạn nó cũng không có Anh thấy dấn sân chơi thân. đây à, có nhịp sẵn rồi đây, nhìn chưa, trải lì trải thảm, lắp âm thanh vào cây nhà lá vườn, hát live, có chỗ nào đã như thế chưa? Có rồi ba, Đà Lạt nhiều lắm ba. Nhiều nhưng mà làm gì có người nào như mình. Trời ơi, nói chung là em nói anh hơi humble nhiều vô bị em. Mỗi lần anh lên like là anh không humble. Người ta nói anh là bơm là đúng đó, nên là phải ghi Thì nhận đây đi. còn gì nữa đúng không, thay vì like trong nhà thì like ngoài đường. Thì đúng, nhưng mà người ta nói mình cũng phải ghi nhận là người ta đóng góp, người có cái đúng trong đó chứ không phải là không có. Mình cứ lên đây mình khiêm tốn đi, coi ai làm gì được mình. Mình khiêm tốn ở nhà thôi, lên trên này mình lộ cho chửi.
Ôi trời ơi, thấy phim tới đó chưa đúng hay sao trời? Ai tắt, ai cứ bật tắt bình luận đấy. Tôi đây cho anh đúng hổ, anh đổ thiếu vậy. Cho Will lên. Will Tôi đừng để ý với cái đấy. Hai anh chị quay lại rồi hả Quỳnh Như? À. đổ xíu cho anh Cường ơi. Cho Will Bị... tăng lên cho tuột rồi. Thôi anh bị bài khóa mồm rồi. Cường ơi, Anh nghe rồi, em ở đâu ấy? em ở Sài Gòn anh Cường ơi. À ok. Cách anh 300 cây rồi. Nổ chơi anh. Nổ cái gì hả em? Thì có gì nói đó chứ giờ sao. Em ở đâu Sài Gòn em? Nói gì bài nói đúng ấy, không phải không đâu. Nói tiếp đi em. Đây cho em bé hay chửi lên lên xem nó chửi gì. Hello. Ô, anh chị không tắt tặng quà đi. Anh chị tắt tặng quà em. Vâng. Ừ. Tại Em sao? tại vì là em thấy chị nam em hay hay chửi mọi người tặng quà mà tặng hoa tặng tiền mà. Trời Ủa vậy em có tặng không? Em có tặng thì chị tắt. Còn nếu em không có tặng thì em đừng đòi ơi. hỏi. Nhưng mà em thấy chị chửi khán giả tặng quà mà chị. Đâu, chị đâu nói khán giả tặng quà donut, chị đang nói Còn những cái người nhiều ngày lắm chị xưa. ơi. Em đừng nói để anh nói chuyện nha. À, còn chừng nào em tặng á, em tặng gì đó thì Em chị đừng trả nói nữa, lại cái cho. đoạn này nó ghi lại. Em à. Em đừng dạy người giàu cách tiêu tiền em ạ. Thôi em đâu có dạy À. đâu. Tại vì là em thấy bất bình cho mấy cái bạn tặng quà xong rồi bị chửi thôi anh ơi. Thế thì tại sao mà họ tặng họ không lên tiếng mà em lại lên tiếng làm gì? Đúng không? Thứ nhất anh phân tích cho em này, tiền trong túi họ khi họ lên xem, họ tặng, họ cảm